Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 19. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Học viện Tianza, tiểu bang California, nước Mỹ, tháng 6 năm 1992. Xin lượt xem kinh bản. Đức Tùng Phổ Hiền Đệ Nhị. Hôm qua đã giảng đến hàm cộng tung tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức. Chúng tôi đã sơ lược giới thiệu hai nguyện trong thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát: lễ kính chư Phật và xưng tán Như Lai. Nguyện thứ ba là quảng tu cúng dường. Trong sự cúng dường, nội dung bao hàm rất là rộng lớn. Chúng ta đối với trưởng bối, đối với trưởng bối như cha mẹ và sư trưởng, chúng ta gọi là cúng dường. Đối với bằng vai và dưới vai thì chúng ta gọi là bố thí. Cho nên cúng dường và bố thí là cùng một ý nghĩa. Cúng dường có nghĩa là cách xưng hô cung kính. Mục đích của sự cúng dường là nhằm nhổ trừ căn bản phiền não của chúng ta. Cái căn bản phiền não này là gì? Phật tại trong kinh có nói, phiền não của phàm phu có vô lượng vô biên. Vô lượng vô biên thì quá nhiều quá nhiều, nói không hết. Cho nên Phật đem nó quy nạp thành 84,000. Cái 84,000 này đích thật có thể nói ra từng điều một, không phải là số lượng mập mờ, mà là đích thật có đủ 84,000 điều. Nếu giảng rõ 84,000 từng điều một thì cũng quá nhiều, cho nên lại đem nó quy nạp thành 108 điều, tức 108 loại gọi là bá bát phiền não. Như sâu chuỗi này là có 108 hạt, có nghĩa là đoạn bá bát phiền não, cũng có nghĩa là đoạn 108 phiền não. Tuy 108 phiền não không nhiều, nhưng khi giảng cũng rất là rườm rà. Cho nên Thiên Thân Bồ Tát tại trong Bách Pháp Minh Môn Luận lại quy nạp thành 26 loại phiền não, thì là giảng giải dễ hương. Thông thường lúc giảng kinh thuyết pháp có thể giảng được tường tận thì giảng 26 loại phiền não này. Thế nhưng có lúc giảng kinh thuyết pháp cũng không có giảng nhiều như vậy, cho nên lại đem nó quy nạp thành 6 loại. 6 loại này là căn bản phiền não, là căn bản phiền não. 6 loại này mà còn chê nhiều, lại quy nạp thành 3 loại. 3 loại này là tham sân si. Cho nên tham sân si gọi là tam độc phiền não. Hết thảy tất cả phiền não đều từ 3 loại căn bản phiền não này sanh ra.
cho nên gọi là căn bản. Nếu đem tham sân si lại quy nạp thì quy nạp thành một loại, đó chính là tham, một loại độc nhất. Độc nhất là lòng tham. Quy nạp đến sau cùng là lòng tham. Phật dạy chúng ta bố thí chính là đoạn trừ lòng tham. Cho nên cương lĩnh tu hành của Bồ Tát có 6 điều. Điều thứ nhất chính là bố thí. Bố thí là độ lòng tham, là độ lòng tham. Chúng ta mà hiểu rõ nghĩa chân thật của bố thí thì chúng ta sẽ hết lòng y giáo phụng hành. Cổ nhân thường nói: tham ái không nặng thì không sanh ta bà. Vì sao quý vị lại sanh vào ta bà thế giới này? Vì sao lại tạo lục đạo luân hồi? Thành thật mà nói, điều là do lòng tham ái quá nặng mà ra. Đối tượng của tham ái rất là rộng lớn, như ngũ dục lục trần của thế gian, Phật pháp đại tiểu thừa của xuất thế gian. Không tham pháp thế gian, vậy tham Phật pháp có được hay không? Vẫn không được, vẫn là tạo lục đạo luân hồi. Phật là dạy chúng ta đoạn trừ lòng tham, không phải dạy chúng ta thay đổi đối tượng tham. Quý vị phải hiểu rõ điểm này. Cho nên không thể tham thế pháp, cũng không tham Phật pháp. Tham là cái gốc của sanh tử luân hồi. Cái phiền não này khó nhổ trừ nhất. Thế nhưng nhất định phải nhổ trừ. Nếu quý vị không nhổ trừ thì không thể ra khỏi tam giới, thì không tránh khỏi luân hồi. Điều này rất là phiền phức. Chúng ta nói liễu sanh tử, siêu tam giới, xuất luân hồi là có một định luật rất đơn giản. Bất luận quý vị tu học tông phái nào, pháp môn nào, ý niệm tham của quý vị có phải thật sự đã đoạn hết? Nếu đã đoạn hết tham sân si thì quý vị nhất định ra khỏi lục đạo luân hồi. Còn như quý vị dù có tu hành giỏi đi nữa mà không đoạn hết ý niệm tham sân si, hay nói cách khác, quý vị chắc chắn vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi, không ra khỏi lục đạo luân hồi. Do đây mới biết tu bố thí cúng dường là một phương pháp tu học quan trọng nhất của trong Phật giáo. Dùng cái tâm gì tu bố thí? Dùng tâm cung kính tu bố thí thì gọi là cúng dường. Cho nên chỗ này nói đối tượng của cúng dường cùng với phía trước hai điều nói như nhau, là mười phương ba đời tất cả chư Phật. Ba đời tất cả chư Phật, ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ Phật, chúng ta đều biết Phật tại trong kinh điển có giới thiệu cho chúng ta rất nhiều. Hiện tại Phật là Dược Sư Phật, A-di-đà Phật đều là hiện tại Phật, chưa có diệt độ, vẫn còn tại thế. Vị lai Phật là hết thảy tất cả chúng sanh đều là vị lai Phật. Giờ đây mới biết đối tượng của bố thí cúng dường là tất cả chúng sanh.
Tất cả chúng sanh muốn được bố thí, dùng phương pháp gì bố thí? Thì Phật dạy cho chúng ta, người thế gian không ai mà không cầu phước báo. Phước báo có thể chia thành ba đại loại. Loại thứ nhất là tài phú. Đây là người thế gian rất là mong cầu. Loại thứ hai là trí huệ, là thông minh trí huệ. Loại thứ ba là khỏe mạnh sống lâu. Từ xưa đến nay không ai mà không mong cầu ba loại này. Có cầu được hay không? Trong Phật Pháp có nói, Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Hay nói cách khác, nhất định có thể cầu được. Chắc chắn là cầu được. Nhưng vì sao có nhiều người họ cầu mà cầu không được? Cầu phải có lý luận, có phương pháp. Phải cầu như lý như pháp mới được, thì có cầu tất ứng. Cái gì là như lý như pháp? Bên trong này có nhân có quả. Chúng ta cầu là nhân quả. Có quả thì có nhân. Quý vị phải biết nhân của nó. Quý vị ở tại nhân hạ công phu thì nhất định được quả báo. Cho nên phải biết rõ lý luận và biết rõ phương pháp. Cái nguyên lý này là nhân quả. Chẳng những pháp thế gian là định luật của nhân quả, mà pháp xuất thế gian vẫn không ra khỏi định luật của nhân quả. Thành thật mà nói, luật nhân quả là chân lý, chư Phật Bồ Tát cũng không thể lật đổ, không ai có thể lật đổ được. Trong Phật Pháp thì nói được rất tường tận là nhân duyên quả báo. Là nhân duyên quả báo. Thông thường chúng ta lược bỏ hai chữ duyên và báo, chỉ nói nhân quả, mà thật ra gọi đủ nhân quả là nhân duyên quả báo. Phật nói cho chúng ta biết, do đâu mà có tài phú? Tài phú là do bố thí tài mà có. Tức là bố thí tài là nhân. Được tài phú là quả báo. Chúng ta bố thí tài thì được tài. Bố thí áo thì được áo. Bố thí ăn thì được ăn. Trong bố thí tài đã bao quát rất nhiều thứ. Quý vị bố thí cái gì thì được cái ấy. Nếu như quý vị đã muội nhân quả, đã muội nhân quả tức là không hiểu rõ nhân quả, không tin nhân quả. Ta muốn cầu tài phú mà không chịu tu bố thí. Muốn cầu thần minh, cầu Phật Bồ Tát phù hộ cho ta, làm thế nào được phát tài? Đây gọi là đã muội nhân quả. Thần minh và Phật Bồ Tát không có cái năng lực này, không có cách nào giúp cho cái gì. Nhưng nếu tự quý vị thật sự chịu tu bố thí thì Phật Bồ Tát sẽ giúp cho quý vị, là đem chân lý của sự việc này, tức là nói rõ chân tướng nhân quả cho quý vị, nói rõ phương pháp cho quý vị. Tự quý vị y theo lý luận và phương pháp này mà tu trì,
người khác có thể đạt được. Đương nhiên quý vị cũng có thể đạt được. Vì vậy tài vật không nên giấu ở trong nhà, không chịu bố thí thì không có phước báo, cho nên phải nên bố thí, phải dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, rộng tu bố thí. Chúng sanh ở nơi nào cần thì quý vị bố thí giúp đỡ cho họ. Đây là quý vị thật sự biết tu phước thì không có lý nào mà không được phước báo. Quý vị bố thí càng nhiều, tâm bố thí càng thanh tịnh thì quý vị được tài phú càng nhiều. Được tài phú cũng rất dễ dàng. Chúng ta thấy người thế gian có người kiếm được tiền rất dễ dàng, không có bận tâm chút nào, tiền tài của họ cuồn cuộn mà đến. Nhưng cũng có người phát tài, họ kiếm được rất là cực nhọc. Bên trong này cũng có nhân quả. Có người lúc họ bố thí rất là rộng rãi, trong tâm không tiếc chút nào, họ bố thí một cách rộng rãi không tiếc, cho nên họ được tài phú rất là dễ dàng. Có người bố thí thì rất miễn cưỡng, nghe người khác khuyên bảo họ mới bố thí một chút, bố thí rồi thì họ lại hối tiếc, tương lai họ được tài phú, nhất định là có tài phú nhưng kiếm được rất là cực nhọc. Thành thật mà nói, trong sách có câu: tất cả đều trong mạng, một tí không do người. Mạng là gì? Mạng là tự quý vị tạo ra, không phải người khác định, là tự mình tạo. Quý vị nhất định phải biết rõ điều này. Trồng thiện nhân nhất định được thiện quả, tạo ác nhân nhất định gặp ác báo. Cho nên mới nói nhân duyên quả báo không sai chút nào. Trong Phật Pháp thì nói càng rõ hơn: quả báo thông ba đời. Bởi vì cách nhìn của người thế gian chúng ta nông cạn, thường nhìn thấy người đó không phải là người tốt, tại sao họ lại phát tài, lại làm quan lớn, địa vị rất cao, vả lại họ còn sống lâu. Hình như ông trời đối với con người không công bình. Người ác như vậy vì sao lại cho họ giàu sang? Quý vị nên biết quả báo của họ trong đời này là do đời trước của họ có tu phước. Đời này họ làm ác, thành thật mà nói, phước báo của họ đã dần dần bị chiết khấu, dần dần sẽ mất hết. Nếu trong đời này họ lại tu thiện thì phước báo của họ càng lớn. Trong đời này họ hưởng không hết, đời đời kiếp kiếp vẫn còn hưởng phước. Còn như trong đời này họ làm ác thì phước báo của họ đời trước nhất định trong đời này sẽ tiêu hao hết. Trong đời này họ tạo tác ác nghiệp, đời sau sẽ gặp ác báo. Quý vị phải biết rõ điều này. Nếu đời sau họ không gặp ác báo là vì phước báo của họ quá lớn, hãy còn dư phước, đời sau vẫn còn hưởng phước. Họ có hậu báo. Hậu báo tức là đời thứ ba về sau, mãi cho đến vô lượng kiếp, đến khi nhân duyên ác nghiệp của họ đã thành thục thì họ tự nhiên gặp ác báo. Đây là nói chúng ta bố thí cúng dường là phương pháp tu hành rất là quan trọng. Vì sao con người lại tạo nghiệp? Con người tạo nghiệp
là vì không có trí huệ, là vì tâm đã mê muội, không biết phân biệt chân tướng của vũ trụ nhân sanh, cho nên mới tạo nghiệp. Vì vậy, thông minh trí huệ rất là quan trọng. Phật tại trong kinh Đại Tiểu Thừa thường khuyên chúng ta, thà là không có phước, không thể không có huệ. Có phước không có huệ, lúc hưởng phước thì tạo nghiệp. Có trí huệ lại có phước báo thì có thể phổ độ chúng sanh, đó là phước lại thêm phước. Cái phước báo đó thì rất lớn. Từ đâu mà có trí huệ? Có trí huệ là do bố thí pháp. Bố thí pháp của thế gian là được thông minh trí huệ của thế gian. Trong Phật pháp, tu bố thí pháp thì được trí huệ bát nhã. Phạm vi của trong thế pháp rất là rộng lớn. Phạm là ta biết làm cái gì, ta thông đạt. Gặp phải người khác, họ không biết làm, ta cũng nên hết lòng, tận tâm giúp đỡ họ, chỉ dạy cho họ, khiến cho họ cũng biết làm. Đây gọi là bố thí pháp. Xin nêu ra một thí dụ. Như chúng ta biết cách nấu ăn, họ không biết. Đây là việc rất nhỏ. Như các đồng tu học Phật chúng ta, chúng ta không có đạo tràng, không có đạo tràng, thế nhưng chúng ta có thể mượn, cũng có thể mượn trung tâm sinh hoạt, thậm chí cũng có thể mượn trường học. Trong một tuần, hoặc là nửa tháng một lần, hoặc là trong một tháng một lần, chúng ta có thể dạy cho họ cách nấu ăn. Ai thích, ai muốn học cách nấu ăn thì đến đây, chúng ta dạy cho họ. Đây cũng gọi là bố thí pháp. Nếu nhận tiền thù lao thì không phải bố thí pháp. Nhận tiền đó là cách thức buôn bán thì không có phước báo. Tại vì sao? Bởi vì nhận tiền thì quý vị đã được phước báo rồi. Một người phải đóng bao nhiêu tiền thì liền được phước báo. Đây gọi là hiện báo, tức liền có phước báo. Nếu không nhận tiền thì phước báo rất lớn. Đây là tương lai nhất định có phước báo. Cho nên chư vị hãy phát tâm mà bố thí, sẽ được phước báo vô cùng. Chúng ta biết làm nghề nào thì hết lòng mà làm, tìm cơ hội giúp cho người khác. Trong thế pháp, bất cứ nghề nào cũng tốt. Phật pháp đương nhiên thì càng thù thắng hơn. Phổ Hiền Bồ Tát tại trong phẩm hạnh nguyện có nói: tu bố thí, trong tất cả bố thí tài cũng không sánh bằng bố thí pháp. Công đức của bố thí pháp vô lượng vô biên. Cái pháp này là chỉ Phật pháp. Chúng ta đem Phật pháp giới thiệu cho người khác, mà trong Phật pháp có huyền thật đại tiểu, thấy điều khác nhau.
Vì vậy, quý vị bố thí pháp, bố thí Phật pháp cho người khác, tức là quý vị đem Phật pháp tiến cử cho người khác, giới thiệu cho người khác. Tương lai có được phước báo lớn hay nhỏ cùng với quý vị bố thí pháp, và tâm của quý vị bố thí nhất định là thành chánh tỷ lệ. Trong tất cả pháp môn này chúng ta đã biết, niệm Phật cầu sanh tịnh độ là pháp bậc nhất. Trước kia vì không biết, trong tất cả pháp đại thừa, pháp nào cũng tốt, cũng đem bố thí. Nay đã biết rồi, đương nhiên phải đem pháp môn thù thắng nhất giới thiệu cho tất cả chúng sanh tu học. Tương lai quý vị sẽ được phước báo thù thắng nhất. Ngày nay tu bố thí pháp thì dễ hơn xưa kia rất nhiều. Xưa kia là dùng tay sao chép kinh điển. Một năm quý vị sao chép được mấy bộ kinh? Về sau thì dùng ván in kinh sách. Dùng ván in cũng rất là tốn công. Trước tiên viết ra, sau đó khắc trên tấm ván. Xưa kia in kinh sách là dùng khối thông, vì không có mực in, chỉ dùng khối thông. Lấy bàn chải để quét in, quét in từng tấm một. Nếu chư vị có cơ hội đến đại lục đi tham quan du lịch, có thể đến Nam Kinh tham quan nhà khắc kinh Kim Lăng. Bởi vì nhà khắc kinh Kim Lăng còn có số kinh sách cũ, phương pháp in kinh sách vẫn còn để ở đó. Quý vị có thể đi tham quan, biết được xưa kia in kinh sách như thế nào. Hiện nay họ đã tiến bộ rồi, không dùng khói thông mà là dùng mực. Thế nhưng dùng mực vẫn còn quét in. Dùng mực in thì tốt hơn khói thông. Dùng khói thông in kinh sách, lúc quý vị dùng tay rờ trên giấy thì tay sẽ dính khói đen, không được tốt lắm. Dùng mực in thì tốt hơn, Đây cũng là thường thức. Ngày nay chúng ta có thể in nhiều kinh sách. In kinh sách là bố thí pháp. Hiện nay kỹ thuật ấn loát đã phát triển, cũng rất là tiến bộ, in được rất nhiều mà giá tiền rất là thấp, rất dễ. Như hiện nay chúng tôi biếu tặng số kinh sách này cho quý vị, mỗi lần chúng tôi cũng in 10.000 cuốn, 20.000 cuốn, cùng kết pháp duyên với mọi người. Đây là bố thí pháp. Trong bố thí pháp chọn in kinh điển, đây là điều rất là quan trọng. Nếu quý vị dùng kinh Phật giả để bố thí, khiến cho chúng sanh hiểu lầm, thì cái tội nghiệp này rất là sâu nặng. Quý vị bố thí là chánh pháp thì công đức vô lượng vô biên. Xưa kia Đại Từ Bồ Tát đã từng nói qua, Ngài nói quý vị trong một đời mà khuyên được hai người niệm Phật, khuyên hai người niệm Phật thật sự được vãng sanh còn hơn tự mình tinh tấn tu hành. Nếu quý vị thật sự khuyên được hai người niệm Phật đã vãng sanh, thành thật mà nói thì quý vị rất có hy vọng được vãng sanh.
Cho dù lúc lâm chung có nghiệp chướng hiện tiền, cũng có biện pháp trợ giúp quý vị được vãng sanh. Tại vì sao? Về hai người đó là nhờ quý vị khuyên họ niệm Phật được vãng sanh. Hai người đó sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, đến lúc quý vị lâm chung họ đã nhìn thấy, thì họ nhất định thỉnh cầu A-di-đà Phật cùng đến tiếp dẫn quý vị. Tại vì sao? Là vì họ được vãng sanh về cõi cực lạc là nhờ quý vị khuyên họ niệm Phật. Đến lúc quý vị lâm chung thì họ đến trợ giúp quý vị được vãng sanh. Đây là trong tất cả Phật Pháp, không có Pháp nào thù thắng hơn niệm Phật vãng sanh. Cái quả báo này thật là không thể nghĩ bàn. Quý vị mà biết rõ sự lợi ích này thì quý vị sẽ hết lòng khuyên người niệm Phật, thật sự giúp cho người khác chính là giúp cho mình. Đại từ Bồ Tát nói khuyên được mười mấy người niệm Phật vãng sanh thì phước đức vô lượng vô biên. Nếu khuyên được mấy trăm người, mấy ngàn người niệm Phật vãng sanh thì quý vị là chân thật Bồ Tát. Nếu khuyên được hơn một vạn người niệm Phật vãng sanh thì quý vị chính là A Di Đà Phật tái lai. Đây là trong bài kệ của Đại Từ Bồ Tát nói. Trong bộ sách Long Thơ Tịnh Độ có nhiều đoạn văn trích dẫn bài kệ của Đại Từ Bồ Tát. Nay tôi chỉ in riêng một tấm trong kinh này, cũng có in. Cho nên chúng ta phải in nhiều kinh sách biếu tặng cho người khác. Phàm là người quen biết với chúng ta, như bà con bạn bè, cũng là cũng dùng phương pháp này khuyên họ. Ở đây chúng tôi có in, có ấn tống rất nhiều kinh sách, quý vị có thể lấy nhiều đem biếu tặng cho bà con bạn bè của quý vị, phổ biến mà bố thí, phổ biến mà cúng dường, thì công đức vô lượng vô biên. Quý vị không nên khách sáo, chỉ lấy một hai cuốn nghĩ rằng lấy nhiều thì e ngại đã có lòng tham. Không phải vậy, quý vị cứ lấy nhiều cuốn đem biếu tặng cho người khác, đây là việc tốt. Biếu tặng hết thì ở Đài Loan chúng tôi lại gửi qua. Một năm chúng tôi cho in kinh sách mấy trăm ngàn cuốn để biếu tặng khắp trên thế giới. Xã hội Đài Loan ngày nay có thể nói trên toàn thế giới là một xã hội hỗn loạn nhất. Tuy là hỗn loạn nhưng họ vẫn có thể duy trì được cuộc sống. Cuộc sống của họ vẫn được sung túc là do nguyên nhân gì? Thành thật mà nói, rất nhiều người trên thế giới cũng tìm không ra cái nguyên nhân. Một xã hội hỗn loạn như vậy mà hàng năm họ vẫn phát tài, quý vị mà hiểu được một chút Phật Pháp thì biết được nguyên nhân. Vì người Đài Loan thích bố thí cúng dường là bậc nhất trên thế giới. In kinh phải dùng tiền là bố thí tài. Kinh Phật là pháp bảo, cũng là bố thí pháp. Nhưng tại sao tự họ không có thông minh trí huệ? Vì họ không chịu tu học, họ chỉ đem pháp biếu tặng cho người khác, nhưng họ thì không cần. Nếu tự họ y theo Phật Pháp mà tu học thì Đài Loan là cõi cực lạc thế giới của trên địa cầu này chúng ta, không giả chút nào.
Đài Loan ngày nay không sánh bằng ngoại quốc, chỉ có ba điều. Điều thứ nhất là ô nhiễm. Ô nhiễm môi trường rất là nghiêm trọng. Điều thứ hai là xã hội không an định, phong tục xấu xa. Điều thứ ba là giao thông hỗn loạn. Nếu sửa đổi được ba điều này thì trên toàn thế giới không có một quốc gia nào sánh bằng Đài Loan. Ngày nay người dân Đài Loan đều biết tu phước. Không ai mà không biết tu phước. Không ai mà không biết tu phước. Cho nên ngày nay họ có phước báo để hưởng thụ là có nguyên nhân. Bố thí vô ý là thân tâm của người khác không yên. Có lúc họ sợ hãi thì chúng ta giúp đỡ họ, khiến cho họ không còn sợ hãi, thân tâm được yên ổn, thì gọi là bố thí vô ý. Trong bố thí vô ý, cụ thể nhất là phóng sanh, là ăn chay. Ăn chay chính là bố thí vô ý, khiến cho tất cả chúng sanh, đối với quý vị không có tâm sợ hãi. Chúng biết quý vị không bao giờ hại chúng. Đây là được quả báo khỏe mạnh sống lâu. Mà phần dinh dưỡng của đồ chay cũng rất là đầy đủ. Rất là đầy đủ. Không nên nghĩ rằng ăn chay không có dinh dưỡng. Đó là quan niệm sai lầm. Phật nói với chúng ta rằng tất cả pháp là do tâm tưởng sanh. Cho thấy Phật tại trong kinh có nói, trong kinh có nói tâm sanh pháp, pháp sanh tâm. Điều quan trọng nhất vẫn là lòng tin của mình. Ý niệm có thể quyết định tất cả. Tâm của quý vị thanh tịnh thì có đầy đủ dinh dưỡng. Năm xưa Phật còn tại thế, chúng tỳ kheo xuất gia một ngày ăn một bữa. Họ chỉ ăn một bữa. Lúc đó người xuất gia mỗi ngày ôm bình bát đi khất thực. Đi khất thực thì không thể chú trọng ăn chay. Nếu chỉ ăn chay lúc người ta cúng dường thì bảo người ta nhất định phải cúng đồ chay, như vậy thì làm khó cho người ta quá, thì không có lòng từ bi. Cho nên trong Phật pháp có nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Người ta ăn cái gì thì cúng dường cái đó. Không nên bảo người ta làm món ăn đặc biệt cúng dường cho người xuất gia. Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, những người tu học Phật pháp không có ăn chay, mà cuộc vận động ăn chay là do Lương Võ Đế đề xướng. Người học Phật phải biết rõ điều này. Phải biết rõ điều này.
Quý vị nhất định phải biết rõ điều này. Hiện nay giao thông thuận tiện, thường xuất ngoại đi tham quan du lịch tham học. Tín đồ Phật giáo, bất luận là tại gia hay xuất gia, ăn chay trường chỉ có Trung Quốc. Tín đồ Phật giáo Nhật Bản không ăn chay. Phật giáo Đại Hàn cũng không có ăn chay. Phật giáo Thái Lan và Tích Lan cũng không có ăn chay. Chúng ta đi đến những quốc gia Phật giáo này, họ nhìn thấy chúng ta ăn chay, họ cảm thấy rất là kỳ lạ. Vì sao không ăn mặn? Chúng ta nhìn thấy họ ăn mặn lại uống rượu, cũng cảm thấy rất là kỳ lạ. Đó là phong tục tập quán của mỗi quốc gia khác nhau. Mà trong chế độ của Phật không có dạy chúng ta ăn chay trường, chỉ dạy chúng ta không sát sanh, ăn tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục là không thấy giết, không nghe giết và không vì ta giết. Quý vị mua trong siêu thị thấy đều là tam tịnh nhục. Cho nên đệ tử Phật học Phật tuyệt đối không mua những súc vật còn sống đem về nhà giết. Cũng không được ở trong siêu thị mua súc vật còn sống bảo họ giết đem về nhà. Không được làm điều này. Đây là phạm tội sát sanh, tức là đã phá giới. Như nay ở nước Mỹ, số thịt cá đông lạnh thấy đều là tam tịnh nhục. Thấy đều là tam tịnh nhục. Lương Võ Đế là tín đồ Phật giáo rất kiền thành. Nhà vua cũng là vị đại hộ pháp của Phật giáo. Nhà vua đọc Kinh Lăng Già, đọc đến câu Bồ Tát Đại Từ Đại Bi không nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh. Nhà vua đọc đến câu kinh văn này thì rất là cảm động. Vì vậy nhà vua liền hạ định quyết tâm không ăn thịt chúng sanh. Đây là nguyên do tại sao phải ăn chay. Nhà vua là vị đại hộ pháp của Phật giáo, liền đề xướng ăn chay. Vì vậy người xuất gia liền hưởng ứng trước. Phật giáo Trung Quốc đề xướng ăn chay là do Lương Võ Đế, mà không phải từ Ấn Độ truyền sang, là do Lương Võ Đế đề xướng. Người xuất gia trước thời Lương Võ Đế đều là ăn mặn. Lương Võ Đế về sau mới thật sự đề xướng đẩy mạnh việc ăn chay. Trong Phật giáo giả lại rất có thành tựu. Chúng ta biết trong lịch sử có ghi chép việc ăn chay này, biết rõ sự thật này, tuyệt đối không phải nói tín đồ Phật giáo hãy ăn mặn thì đã phạm tội tày trời, hãy ăn mặn thì phạm tội, không có chuyện này. Đây là một quan niệm sai lầm. Điều quan trọng nhất, chúng ta nhất định phải biết rõ cái thân thể này giống như bộ máy vậy. Bộ máy mỗi ngày cần phải chạy, muốn cho nó chạy thì cần phải có năng lượng, cần phải có năng lượng nóng để thúc đẩy nó. Ăn uống chính là bổ sung năng lượng. Thể chất của mỗi một người cũng khác nhau. Có người thân thể của họ tiêu hao năng lượng rất nhiều, hay nói cách khác thì họ phải bổ sung rất nhiều. Có số người thì tiêu hao năng lượng ít thì họ bổ sung không nhiều. Số năng lượng này tiêu hao ở đâu? Quý vị nên biết 95% là tiêu hao ở nơi vọng tưởng. Cho nên những người suốt ngày đến tối suy nghĩ lung tung thì họ tiêu hao năng lượng rất nhiều. Người xuất gia tâm địa thanh tịnh, họ ít vọng niệm, ít phiền não thì họ tiêu hao năng lượng cũng ít.
Cho nên thân thể của họ khỏe mạnh, họ chỉ cần năng lượng rất ít. Phật tại trong kinh có nói định lực của A-la-hán rất sâu. Họ không phải là người tầm thường. Người tầm thường chúng ta không sánh bằng. A-la-hán 7 ngày ăn một bữa thì đủ rồi. Bích chi Phật tức là duyên giác, định lực của họ thì sâu hơn A-la-hán. Bích chi Phật nửa tháng ăn một bữa. Trong kinh Phật có nói A-la-hán 7 ngày đi khất thực một lần, Bích chi Phật nửa tháng đi khất thực một lần. Ăn một bữa thì đủ rồi, vì họ tiêu hao năng lượng rất ít. Cho nên tiêu hao năng lượng không có liên can gì với sức lao động. Một người bận tâm, một người ra sức lao động, tiêu hao cũng ít. Chỉ riêng người có nhiều vọng niệm phiền não thì họ tiêu hao năng lượng rất nhiều. Đối với sự việc này, tôi cũng chính mắt nhìn thấy. Trước kia tôi ở Đài Trung thân cận với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm. Lý lão cư sĩ một ngày ăn một bữa. Thầy mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Tôi theo thầy học Phật, thầy nói với tôi, thầy một ngày ăn một bữa cũng gần 40 năm rồi. Thầy học Phật không bao lâu thì thầy ăn một bữa. Mãi cho đến lúc tôi theo thầy học Phật, lúc đó thầy 70 mấy tuổi. Tôi quan sát thầy, công việc của thầy rất là bận rộn. Chẳng những thầy giảng kinh thuyết pháp, thầy là một người đa tài. Trong sách có câu, người có tài thì vất vả. Thầy xây dựng đạo tràng liên xã Đài Trung, liên hữu trong liên xã có đến 100 mấy chục ngàn người. Thầy đem họ chia thành 48 lớp. Mỗi một lớp mỗi ngày đến gặp thầy một lần. Quý vị nghĩ xem, 48 lớp này thầy mỗi ngày còn phải tiếp kiến đại chúng, còn phải giảng khai thị cho đại chúng, khuyến khích mọi người niệm Phật. Lớp nào nhiều người, một ngày giảng khai thị cho một lớp. Nếu lớp nào ít người thì 2-3 lớp họp lại thành một lớp giảng khai thị một ngày. Bởi vì một tháng chỉ có 30 ngày mà có 48 lớp. Mỗi ngày phải giảng khai thị tiếp xúc với đại chúng. Sau khi thầy giảng khai thị cho đại chúng, còn có một số nghi vấn cần phải hỏi, thầy phải giải đáp cho họ. Thầy còn là một vị trung y rất giỏi. Y học của thầy rất là cao minh. Những đồng tu nào có bệnh đến tìm thầy xem bệnh, thầy cũng không từ chối. Thầy còn phải đến trường giảng bài, đến nhà ông Khổng Đức Thành giảng bài. Thầy suốt ngày đến tối, rất là bận rộn. Người nào muốn gặp thầy nhất định phải hẹn trước 2 tuần mới gặp được thầy. Nếu như hẹn trước 1 tuần muốn đến gặp thầy thì không gặp được thầy. Mỗi ngày thời gian của thầy đã sắp xếp hết rồi. Thầy rất là bận rộn. Thầy một ngày chỉ ăn một bữa. Tuy ăn một bữa nhưng thầy ăn không nhiều. Thầy ăn rất ít nhưng thể lực không kém. Bánh bao nhỏ ở Đài Loan, thầy ăn hai cái bánh bao nhỏ, một chén cháo, 2 cái bánh bao. Thầy ăn 2 món này. Cuộc sống của thầy rất là giản dị như vậy.
Quý vị nghĩ xem, thầy có dinh dưỡng hay không? Không có dinh dưỡng. Nhưng thầy sống đến 97 tuổi mới đi vãng sanh. Thầy không cần chống gậy, không cần người chăm sóc thầy, thầy cũng không cần đeo mắt kiếng. Giọng nói của thầy sang sảng. Nếu dùng phương pháp của khoa học ngày nay mà tìm nguyên nhân thì tìm không ra. Cho nên sức lao động tiêu hao năng lượng không nhiều, mà thấy điều tiêu hao ở nơi vọng niệm. Vì vậy, ăn uống nhiều hay ít nhất định phải xem thể lực của mình. Một ngày ăn một bữa không nên miễn cưỡng. Nếu miễn cưỡng thì thân thể của quý vị sẽ sanh bệnh. Hiện nay có nhiều người họ ăn ngọ, hình như họ ăn ngọ cho là điều rất phi thường, cho là điều không dễ làm. Nhưng họ suốt ngày đến tối nổi dậy vọng tưởng, dù có bổ sung bao nhiêu năng lượng cũng không đủ. Họ vẫn cứ giả vờ ăn ngọ, không ăn bữa tối, giả vờ ăn ngọ. Tuy họ không ăn bữa tối, nhưng bữa trưa họ ăn cả hai bữa, ăn thật là no. Kết quả vài năm sau thì họ mang bệnh bao tử. Tại sao họ mang bệnh? Vì họ ăn một bữa quá no nên mới có bệnh khổ. Người thật sự mà ăn ngọ, hoặc là một ngày ăn một bữa cùng với lúc bình thường ăn một bữa vậy, không được ăn nhiều hơn, không được ăn quá no. Đây là điều mà chúng ta nhất định phải biết cách ăn uống. Cho nên trong bố thí vô úy, ăn chay thì đã thực hiện được. Trì giới là bố thí vô úy, nhẫn nhục là bố thí vô úy. Thế như một người tu nhẫn nhục ba la mật, có lúc lời nói việc làm của chúng ta không cẩn thận đắc tội với họ, chúng ta cũng không lo sợ, bởi vì họ sẽ không trách tội chúng ta và cũng không trả thù chúng ta. Cho nên thân tâm của chúng ta được yên ổn. Trì giới tức là giữ giới. Thế như giữ giới không sát sanh. Khi động vật gặp phải chúng ta thì chúng không sợ hãi, chúng biết chúng ta sẽ không giết chúng. Giữ giới không trộm cắp tài vật của người ta, họ không sợ trộm mất, vì người giữ giới không bao giờ trộm cắp. Cho nên họ không sợ trộm mất. Đây đều là thuộc về bố thí vô úy. Vì vậy quán tu cúng dường trong nguyện này phạm vi bao quát rất là rộng lớn. Đặc biệt là chúng ta phải chú trọng cúng dường pháp, tức là làm thế nào đem Phật pháp phổ biến giới thiệu cho tất cả chúng sanh. Nay trong thời đại này, chúng sanh rất cần Phật pháp, nhất là bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Tại vì sao? Trong phần trước đã có giới thiệu với quý vị, bộ kinh này rất khế hợp với căn cơ của người hiện nay, rất thích hợp cho xã hội ngày nay. Nếu muốn mọi người trong đời này
được hạnh phúc vui sướng, gia đình mỹ mãn, xã hội hòa hài, quốc gia giàu mạnh, thế giới hòa bình, thì bộ kinh này thảy đều có thể thực hiện được. Phần kinh văn cũng không dài, đọc tụng nghiên cứu tu học cũng rất là phương tiện. Nếu có nhiều thì giờ, có đủ năng lực, cũng có thể nghiên cứu thêm những kinh điển Đại Thừa khác. Nếu cảm thấy không có nhiều thì giờ, công việc rất là bận rộn, lại không muốn thâm nhập kinh tạng, suốt đời chỉ đọc bộ kinh này cũng đủ rồi. Mà mục đích chúng ta tu học thảy đều có thể đạt được pháp thế gian và xuất thế gian. Thật sự mà y giáo phụng hành, đây mới là sự cúng dường chân thật. Chúng ta phổ biến tuyên dương giới thiệu bộ kinh này là trợ giúp Phật tiếp dẫn tất cả chúng sanh. Đây là sự cúng dường Như Lai. Thành thật mà nói, chư Phật Như Lai thị hiện trong thế gian này chúng ta, một là hy vọng chúng ta trong đời này có được thành tựu, hai là hy vọng chúng ta đem pháp môn này phổ biến tuyên truyền cho tất cả chúng sanh. Nguyện thứ tư là sám hối nghiệp chướng. Các đồng tu học Phật tự biết nghiệp chướng của mình rất nặng. Dùng phương pháp gì để tiêu trừ nghiệp chướng? Dùng phương pháp gì để sám trừ nghiệp chướng? Đọc kinh có được hay không? Lễ sám có được hay không? Tu phước có được hay không? Thành thật mà nói, đọc kinh, lễ sám, tu phước đều là việc tốt, nhưng chưa chắc tiêu trừ được nghiệp chướng. Tại vì sao? Trước tiên quý vị phải biết rõ cái gì gọi là nghiệp, cái gì gọi là chướng. Quý vị phải hiểu rõ hai chữ nghiệp chướng này là gì. Chướng là gì? Là chướng ngại tự tánh. Trong tự tánh có vô lượng trí huệ, có vô lượng đức năng, có vô lượng đức năng. Ngài trí huệ và đức năng của chúng ta không thể hiện ra, là vì bên trong có chướng ngại. Nếu không có chướng ngại thì trí huệ và đức năng sẽ hiện ra cùng với chư Phật Như Lai, không hai không khác. Nay vì có chướng ngại. Chướng ngại là gì? Chướng ngại là nghiệp. Cái gì là nghiệp? Nghiệp là tạo tác. Lúc đang tạo tác gọi là sự. Đã tạo tác rồi thì gọi là nghiệp. Như quý vị đang học trong trường, quý vị đang học là đang tạo nghiệp. Khi nghiệp đã tạo xong thì gọi là tốt nghiệp. Cái nghiệp này chính là chướng ngại. Cho nên quý vị đọc kinh, lễ sám, tu phước, thành thật mà nói, đều là đang tạo nghiệp.
Tạo nghiệp thì làm sao tiêu trừ được nghiệp chướng? Chỉ có không tạo nghiệp thì mới tiêu trừ được nghiệp chướng. Có tạo nghiệp thì không thể tiêu trừ nghiệp chướng. Quý vị đọc kinh lễ sám tu phước cũng chỉ là tạo thiện nghiệp, không phải tạo ác nghiệp. Tạo thiện nghiệp thì ở trong tam thiện đạo để hưởng phước, đây là phước báo nhân thiên. Nếu tạo ác nghiệp thì ở trong tam ác đạo chịu khổ. Thiện và ác đều là nghiệp, đều là chướng ngại tự tánh, cho nên gọi là nghiệp chướng. Vì vậy quý vị đọc kinh lễ sám tu phước, quý vị nghĩ xem tâm của quý vị có thanh tịnh hay không, vọng niệm có ít đi hay không. Giả như vọng niệm phiền não đã giảm ít đi, một năm ít hơn một năm, một tháng ít hơn một tháng, thì nghiệp chướng của quý vị dần dần đang tiêu trừ. Nếu vọng tưởng tạp niệm của quý vị vẫn còn nhiều như vậy, thậm chí một ngày nhiều hơn một ngày, hay nói cách khác, pháp tu của quý vị không thể tiêu trừ nghiệp chướng. Quý vị phải biết rõ điểm này. Quý vị phải biết phương pháp tu thì mới có thể thật sự sám trừ nghiệp chướng. Tâm được thanh tịnh, tâm được bình đẳng thì đã tiêu trừ nghiệp chướng. Chúng tôi xin nêu ra thí dụ làm thế nào đọc kinh tiêu trừ nghiệp chướng. Người biết đọc kinh thì tiêu trừ nghiệp chướng, người không biết đọc kinh thì tạo thiện nghiệp. Chẳng những không thể tiêu nghiệp mà họ đang tạo thiện nghiệp. Sao gọi là biết đọc kinh, sao gọi là không biết đọc kinh? Người biết đọc kinh, họ đọc kinh là tu tâm thanh tịnh, là tu tâm bình đẳng. Đây là người biết đọc kinh. Họ biết đọc kinh như thế nào? Lật quyển kinh ra, bắt đầu đọc từ câu như thị ngã văn, mãi cho đến tính thọ phụng hành, ở khoảng giữa không có nổi dậy vọng tưởng, không khởi lên một tạp niệm. Tức là lúc họ đọc bộ kinh này là đang tu định, là đang tu tâm thanh tịnh. Họ đọc từng chữ từng câu kinh văn, không có đọc sai, không có đọc sót, thì có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Nếu một mặt đọc kinh, một mặt thì suy nghĩ nghĩa lý trong kinh, thì không thể tiêu trừ nghiệp chướng, thì gọi là tạo thiện nghiệp. Cho nên không thể suy nghĩ nghĩa lý trong kinh. Người biết dùng phương pháp đọc kinh là tu định, là tu nhất tâm bất loạn. Cho nên đọc kinh và niệm Phật là cùng một đạo lý, không xen tạp, không hoài nghi, không gián đoạn. Thì có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Lễ sám cũng là như vậy. Tập trung tinh thần, nhất tâm lễ sám, y theo nghi thức lễ sám hành trì. Trong nghi thức lễ sám có lễ, có lại Phật, có đọc kinh, có quán tưởng. Lúc lễ sám không xen tạp vọng tưởng
thì lễ sám có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Họ là đang tu hành. Tu như thế nào? Tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, tu giác chánh tịnh, thì có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Tu phước phải tâm luân thể không, không chấp tướng. Quý vị đã làm việc tốt, không nên thường nhớ để trong tâm. Không nên thường nhớ để trong tâm ta đã làm bao nhiêu việc tốt. Nhớ năm ngoái đã làm bao nhiêu việc tốt. Nhớ năm nay đã làm bao nhiêu việc tốt. Đây là tạo thiện nghiệp. Còn như đã làm xong việc tốt mà quên hết ráo, trong tâm thanh tịnh không nhiễm bụi trần, quý vị tu phước thì có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Quý vị phải biết rõ điều này. Thế như quý vị in kinh, in tên của mình ở trang sau quyển kinh, bộ kinh này là do ta ấn tống. Nếu quý vị có ý niệm này thì đã chấp chướng rồi. Đây là quý vị tu thiện nghiệp, không thể tiêu trừ nghiệp chướng. Còn nếu quý vị không có ý niệm này, trong trang sau dù có in tên mình là để cho người khác xem, hy vọng họ cũng phát tâm in kinh, điều này có thể được. Đây là đối với họ, không phải đối với mình. Đối với mình là tam luân thể không, đối với người khác là cố ý làm ra để cho họ noi theo. Bởi vì tâm danh lợi của người thế gian rất nặng, họ làm việc tốt cũng muốn lưu danh, thì để cho họ làm nhiều việc thiện. Đây là khuyến khích mọi người làm việc thiện. Nếu tự quý vị mà có ý niệm lưu danh, dù có làm nhiều việc thiện đi nữa nhưng đã chấp tướng, thì không thể tiêu trừ nghiệp chướng. Cho nên muốn tiêu trừ nghiệp chướng thì tâm phải thanh tịnh, giác mà không mê, tịnh mà không nhiễm, thì có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Do đây mới biết kinh điển của Phật giáo tuyệt đối không có mê tín. Quý vị hãy chú tâm mà xem, rất là hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Nguyện thứ năm là tùy hỷ công đức. Nguyện này rất là quan trọng, bởi vì tất cả chúng sanh trong tâm tham sân si tam độc phiền não khi sanh ra thì đã có rồi, không cần học cũng biết rồi. Không cần học cũng biết tham sân si. Ngoại trừ tham sân si ra, còn có một phiền não rất là nghiêm trọng, cũng là một trở ngại không kém hơn tham sân si. Đó là phiền não gì? Là ganh ghét ngạo mạn. Cái phiền não này không cần học. Quý vị hãy xem đứa trẻ 1-2 tuổi, không có ai dạy nó mà tự nó có tâm ganh ghét. Hai đứa trẻ ăn kẹo, đứa này ăn nhiều hơn đứa kia thì đứa kia không vui, thì nó khóc, thì nó ganh ghét. Đây là một chướng ngại rất là nghiêm trọng, nhất định phải nhổ trừ nó. Dùng phương pháp gì để nhổ trừ? Dùng tùy hỷ công đức. Quý vị phải nhận rõ chân tướng sự thật này, nó có lợi ích. Mà sự lợi ích này có thể lợi ích cho chúng sanh, có thể lợi ích cho xã hội. Sự lợi ích của họ chính là sự lợi ích của mình. Tuyệt đối không nên ganh ghét người khác, tuyệt đối không nên cản trở người khác tu thiện. Bởi vì quý vị ganh ghét cản trở, không phải họ một người kết tội,
kết cái tội này cũng không phải họ một người, mà là toàn cả xã hội, tất cả chúng sanh, thì tội nghiệp đó rất nặng. Nếu quý vị biết tùy hỷ thì công đức của quý vị lớn bằng công đức của họ. Quý vị tùy hỷ là tận tâm tận lực giúp cho họ được thành tựu, thì công đức này rất lớn. Còn như quý vị không có khả năng giúp đỡ họ, quý vị nên sanh lòng vui mừng mà khen ngợi họ tu thiện, khen ngợi họ làm việc tốt, thì đây gọi là tùy hỷ công đức. Cho nên tùy hỷ là độ mình, là độ cái tâm ganh ghét từ vô thủy kiếp vốn có cái phiền não này. Người thông minh nhất, họ hiểu rõ điều này. Tâm nguyện của mình nên để cho người khác hoàn thành. Người thông minh nhất tự mình không cần làm, tự mình làm thì rất là cực nhọc, có người khác làm dùng thì để cho người khác làm. Chúng ta hỗ trợ họ được thành tựu công đức viên mãn chính là tâm nguyện của mình, chính là công đức viên mãn của mình. Người ta được mình hỗ trợ, họ sẽ cảm kích vô cùng, thì họ không còn ganh ghét mình. Cổ Thánh Tiên Hiền có dạy câu: thành nhân chi mỹ, tức là giúp cho người khác được thành tựu. Người khác làm việc thiện chính là thành tựu cho mình làm việc thiện. Trong Phật Pháp thì nói trang nghiêm tự thân. Quý vị nhất định phải biết rõ điều này. Trong xã hội ngày nay, mọi người đều cạnh tranh. Chúng ta không cạnh tranh. Phải biết nhường cho người hiện tại. Phải biết đào tạo thành người đức độ tài giỏi. Người nào có tài năng phải hết lòng đào tạo họ thành nhân tài. Nhìn thấy người nào thật sự có tài năng, có trí huệ giỏi hơn mình thì phải lập tức nhường cho họ làm. Như vậy mới đúng. Ở Trung Quốc, mọi người chúng ta đều biết trong Thiền Tông có Đại sư Lục Tổ Huệ Năng. Mọi người đối với Ngài rất là tôn kính. Thành thật mà nói, lúc đó có Pháp sư Ấn Tông, không có khác gì với Lục Tổ Huệ Năng. Mà trí huệ của Pháp sư Ấn Tông không có kém hơn Lục Tổ Huệ Năng. Cũng rất là phi thường. Lúc đó Pháp sư ở phương Nam là một vị đại đức cao tăng bậc nhất, không ai mà không tôn kính Pháp sư. Chính trong lúc ấy Lục Tổ Huệ Năng xuất hiện, ai nhận biết Ngài, ai để ý đến Ngài, là do Pháp sư Ấn Tông phát hiện, liền đề bạt Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng xuất gia là do Pháp sư Ấn Tông thế độ cho Ngài.
Hay nói cách khác, Ngài Huệ Năng là đồ đệ của Pháp Sư Ấn Tông. Pháp Sư Ấn Tông thế độ cho Ngài. Sau khi thế độ cho Ngài Huệ Năng, thì Pháp Sư Ấn Tông liền lại Ngài Huệ Năng làm thầy, theo Ngài tu học. Cái tầm rộng lượng đó, cổ kim trung ngoại rất là hiếm có. Nếu theo trường hợp của người thế gian mà nói, khi phát hiện một người có đạo hạnh như vậy thì nghĩ ra phương pháp đè họ xuống, nghĩ ra phương pháp bài xích họ, nghĩ ra phương pháp đè ép họ, là vì sợ họ giỏi hơn mình. Đây là tâm địa của người thế gian. Nhưng Pháp Sư Ấn Tông không làm như vậy, vả lại còn đem sự thành tựu cả đời của mình phụng hiến hết cho Ngài Huệ Năng. Và lại Ngài Huệ Năng làm thầy, Ngài Huệ Năng liền được đưa lên địa vị cao nhất. Lục Tổ Huệ Năng suốt đời độ chúng sanh có được thành tựu chính là do Pháp Sư Ấn Tông. Pháp Sư Ấn Tông thông minh, tự mình xuống làm hàng đệ tử, đem chức vị trụ trì và việc giảng kinh thuyết pháp thảy đều nhường cho Lục Tổ Huệ Năng. Đây mới là người thật sự thông minh. Đây mới là tấm gương tốt nhất của một người thật sự biết tùy hỷ công đức. Tuyệt đối không tranh danh, không tranh địa vị, không tranh quyền lợi, tuyệt đối không tranh, hoàn toàn nhường cho người khác. Lúc đó, tứ chúng đệ tử xuất gia và tại gia trong Phật giáo đều rất kính trọng Pháp Sư Ấn Tông. Này Pháp Sư Ấn Tông là người đề cử Lục Tổ Huệ Năng, cho nên mọi người đều có lòng tin, nhất định không sai, không có hoài nghi. Tứ chúng đệ tử đều tiếp nhận sự chỉ dạy của Lục Tổ Huệ Năng. Này chúng ta đọc đến câu kinh văn này, tùy hỷ công đức, thì phải học theo Pháp Sư Ấn Tông. Phải tu tùy hỷ công đức, phải nên học theo Pháp Sư Ấn Tông thì đúng rồi, nhường cho người khác. Nguyện thứ sáu là thỉnh chuyển Pháp Luân. Chuyển Pháp Luân tức là nói, năm xưa Phật còn tại thế giảng kinh thuyết pháp, cho nên giảng kinh thuyết pháp tức là chuyển Pháp Luân. Tại trong Phật giáo, Pháp Luân là một phù hiệu, là một phù hiệu trong Phật giáo thì thường dùng ba cái phù hiệu. Cái thứ nhất là Pháp Luân, cái thứ hai là Hoa Sen, cái thứ ba là chữ Vạn. Chữ Vạn là một tướng tốt trong 32 tướng của Phật. Ở trước ngực của Phật có chữ Vạn này, là một tướng tốt, có nghĩa là như ý các tường. Trước kia hội Cơ Kim Đài Bắc của chúng tôi đã từng dùng phù hiệu chữ Vạn này. Chúng tôi gỡ tặng kinh sách đựng trong thùng giấy, in phù hiệu chữ Vạn này ngoài thùng giấy. Nhưng nay đã sửa rồi, sửa thành một chữ Phật. Tại sao phải sửa? Vì kinh sách gỡ đến Gia Nã Đại bị hải quan mở ra kiểm soát toàn bộ. Tại vì sao? Vì họ nói đây là phù hiệu của Hitler. Lần đó chúng tôi gặp phải phiền phức như vậy, cho nên liền thông báo sửa ngay. Sau khi sửa thành chữ Phật, họ nhìn thấy chữ Phật thì cho qua hết, không cần kiểm soát, rất là thuận lợi thông qua hải quan. Cho nên đó là bị ảnh hưởng của đảng Đức Quốc xã. Pháp Luân
là sớm dùng nhất. Pháp Luân là một tượng trưng không thể nghĩ bàn. Pháp Luân là tượng trưng cho tất cả Phật Pháp. Trong hết thể tất cả vật chất, chỉ có cái luân này tiếp cận. Luân nó là động, chung quanh vòng tròn là động. Nếu luân không động thì không khởi tác dụng. Tác dụng của nó chính là đang động. Chung quanh của nó đang động, nhưng trung tâm của nó không động. Phật tại trong kinh có nói là động tịnh không hai. Tìm động tịnh không hai ở đâu? Có thể tìm ở nơi luân. Không và có là một. Chung quanh của luân là có, trung tâm là không. Không có tâm, không thể nói nó không có, cũng không thể nói nó có. Quý vị nói nó có nhưng tìm không ra tâm. Quý vị nói nó không có nhưng nó vẫn tồn tại, tuy có nhưng tìm không ra. Còn với trong Phật Pháp nói không hữu tánh tướng động tịnh thì luôn có thể tiêu biểu hết tất cả. Tiêu biểu Thích Ca Mâu Ni Phật suốt cả đời đã nói chân lý của vũ trụ nhân sanh. Cho nên dùng luân để làm biểu pháp. Hoa sen là tiêu biểu ý nghĩa thanh tịnh. Luân là tiêu biểu ý nghĩa không hai, là tiêu biểu ý nghĩa không hữu nhất như. Hoa sen mọc trong bùn mà không nhiễm. Phật đem đất bùn tỷ dụ cho lục đạo. Cái gốc của hoa sen là sanh trong bùn, thân ở trong nước, nước là trong sạch. Phật đem nước tỷ dụ cho Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật, tức là tứ thánh pháp giới. Hoa sen nở trên mặt nước, chẳng những không nhiễm Pháp thế gian, cũng không nhiễm Phật Pháp. Là chọn lấy nghĩa này. Cho nên quý vị phải biết được ý nghĩa của Phật thuyết pháp. Chỉ cần quý vị biết được ý của Phật thuyết pháp thì cảnh giới của mình được nâng lên cao. Tuyệt đối không thể chấp lấy Phật pháp. Hễ chấp thì sai rồi. Hay nói cách khác, hễ chấp thì như hoa sen mãi mãi không nở hoa. Sen còn ở trong nước, chưa ra khỏi mặt nước thì làm sao nở hoa? Nhất định phải trồi lên mặt nước. Kể cả Phật pháp cũng phải buông bỏ thì quý vị mới được thành tựu. Là chọn lấy cái nghĩa này. Quý vị hãy xem tượng Phật, tượng Bồ Tát đều là ngồi trên hoa sen hoặc đứng trên hoa sen. Có phải dưới chân của Phật Bồ Tát có hoa sen phải không? Không phải. Đây là ý nghĩa của biểu pháp. Có nghĩa là đã vượt khỏi tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Là chọn lấy cái nghĩa này. Tây phương cực lạc thế giới còn gọi là liên hoa thế giới. Cõi cực lạc là liên hoa hóa sanh. Có phải thật là liên hoa hóa sanh hay không? Là thật. Phật nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Hoa sen của cõi cực lạc khác hơn hoa sen của cõi này chúng ta, là không giống nhau. Không nên nghĩ rằng hoa sen của cõi này chúng ta. Chúng ta có thể đứng trên hoa sen, có thể sanh trong hoa sen. Tuy cũng gọi là hoa sen, hình tướng tương tự. Hình tướng tương tự nhưng thật ra là khác nhau. Trong kinh có nói rất rõ ràng, hoa sen của Tây Phương Cực Lạc thế giới, cánh hoa đó là nhỏ dài, giống như bông cúc của cõi này chúng ta vậy. Là nhỏ dài, có rất nhiều cánh, gọi là thiên diệp bảo liên. Không như cánh hoa sen của cõi này chúng ta, không có nhiều cánh như vậy.
là khác nhau. Mà hoa sen của cõi cực lạc rất lớn, không thể nghĩ bàn. Cho nên nguyện thỉnh chuyển pháp luân này giảng rộng ra chính là đem Phật pháp phổ biến, giới thiệu cho đại chúng. Khiến cho Phật pháp có thể trụ lâu ở thế gian này, khiến cho tất cả chúng sanh đều có thể tiếp nhận nền giáo dục của Phật Đà. Đích thật, đích mục đích là ở tại chỗ này. Vì vậy, phải biết lễ thỉnh Pháp Sư Đại Đức đến địa phương này hoằng pháp lợi sanh. Có số người họ không biết sự lợi ích của Phật pháp nên họ không thỉnh Pháp Sư. Mà Pháp Sư Đại Đức cũng không bao giờ tự mình đến. Nhưng hiện nay thì rất nhiều vị Pháp Sư không thỉnh mà tự đến. Xưa kia không thỉnh thì họ không bao giờ đến. Cho nên nhất định phải có người lễ thỉnh thì họ mới đến. Bởi vì lễ thỉnh là có tâm cung kính, thì người địa phương đó mới thật sự được lợi ích của Phật pháp. Và lại lễ thỉnh càng long trọng thì đại chúng đến nghe pháp, tâm của họ càng cung kính. Mà không phải Pháp Sư Đại Đức muốn đại chúng cung kính họ là không phải. Có cách nghĩ này là không đúng. Đại sư Ấn Quang có nói một phần cung kính được một phần lợi ích, mười phần cung kính được mười phần lợi ích. Đây là tự mình được chân thật lợi ích. Nếu đại chúng đối với Phật pháp, đối với người giảng kinh rất khinh mạng, dù Pháp Sư có giảng đi nữa cũng uổng công, đại chúng sẽ không được sự lợi ích. Đại chúng sẽ không được sự lợi ích. Vì vậy, Pháp Sư cũng không cần lãng phí thời gian, cũng không muốn làm mất thì giờ của mọi người. Bỉ thử đều không có lợi ích. Cho nên sự lễ thỉnh này nhất định phải rất long trọng. Như trong kinh có nói, trưởng giả cấp cô độc ở tại vườn Kỳ Thọ cấp cô độc nước Xá Vệ. Quý vị hãy đọc xem đoạn sự tích này, quý vị sẽ thấy trưởng giả cấp cô độc với tâm chân thành cung kính của trưởng giả lễ thỉnh Thích Ca Mâu Ni Phật đến nước Xá Vệ giảng kinh thuyết pháp, khiến cho Thái tử Kỳ Đà cũng phải cảm động. Sự lễ thỉnh long trọng như vậy, đương nhiên người dân ở nước Xá Vệ cũng sẽ cảm thấy rất kinh ngạc. Phật là người như thế nào, vì sao phải lễ thỉnh long trọng như vậy? Cũng là vì có số người đối với Phật pháp họ không có ấn tượng tốt, cũng khiến cho họ khởi lòng cung kính, cảm thấy có nhiều người đối với Phật cung kính như vậy, họ cũng đến nghe giảng xem Phật là người như thế nào. Họ đến nghe giảng thì đã trồng thiện căn rồi. Điều này rất là quan trọng. Chúng ta là đệ tử Phật, nhất định phải hiểu rõ điều này. Thật sự muốn giáo hóa chúng sanh, giáo hóa chúng sanh là sự nghiệp chung của người học Phật, không phải chỉ có Pháp Sư một người. Pháp Sư một người không có năng lực này. Khi nãy đã có nói như Lục Tổ Huệ Năng, nếu không có Pháp Sư Ấn Tông đề cử thì sức ảnh hưởng của Lục Tổ Huệ Năng sẽ không lớn lắm, cũng là rất bình thường mà thôi. Lục Tổ Huệ Năng được mọi người biết đến là nhờ có Pháp Sư Ấn Tông đề cử. Ở địa phương này, lễ thỉnh Pháp Sư giảng kinh hoằng pháp, muốn thật sự ảnh hưởng địa phương này là phải có những người ở địa phương này thật sự nhiệt tâm hộ trì Phật pháp, mọi người cùng đến tham dự.
thì sẽ sanh ra sức ảnh hưởng rất lớn. Đây tức là trong phần trước có nói cúng dường pháp. Trên cúng dường Như Lai, dưới cúng dường tất cả hữu duyên chúng sanh. Cho nên trong đạo tràng có số tín đồ gọi là ảnh hưởng chúng. Họ thật sự có tu có học, thậm chí cảnh giới tu trì của họ còn cao hơn vị pháp sư đại đức giảng kinh. Mỗi lần vị pháp sư giảng kinh, họ nhất định cũng đến nghe giảng. Tại vì sao? Vì làm tấm gương cho mọi người, người nào đó cũng đến nghe giảng vị pháp sư giảng kinh nhất định là rất hay, thì có thể khiến cho thính chúng khởi lòng tin, khởi lòng cung kính. Cho nên họ là dùng phương thức này khiến cho đại chúng được sự lợi ích của Phật pháp, gọi họ là ảnh hưởng chúng. Thành thật mà nói, họ không nhất định đến nghe giảng, thế nhưng vì muốn đại chúng được sự lợi ích cho nên họ nhất định phải đến. Trước kia ở Đài Loan chúng ta, lão cư sĩ Chu Ban Đạo chính là một vị làm ảnh hưởng chúng rất tốt. Quốc học, Phật học của ông đều giỏi. Thầy Lý ở Đài Trung mỗi lần giảng kinh, ông nhất định cũng đến nghe giảng. Học trò của thầy Lý mỗi lần lên đài học giảng kinh, ông nhất định cũng đến nghe giảng. Chẳng những nghe giảng mà ông còn viết bút ký. Thầy Lý chúng tôi thường khen ngợi ông, đây là ảnh hưởng chúng, khiến cho người sơ học đến nghe học trò học giảng, luyện tập giảng kinh, nhìn thấy Chu lão cư sĩ cũng đến nghe giảng, giả lại còn viết bút ký. Có lẽ người này giảng được khá lắm. Thật ra người giảng kinh, bất luận là học thức hay là sự tu trì của họ, cũng không thể sánh với Chu lão cư sĩ. Quý vị nên biết nội dung bên trong của Thỉnh Chuyển Pháp Luân cũng là sâu rộng vô tận. Nếu chúng ta bình tĩnh mà tư duy, dùng tâm chân thành mà tu học, thì mới có thể báo ơn Phật, thì mới có thể tương ứng với hạnh phổ hiền. Hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây.